Khi mà đến nước Anh đó thì mời quý vị cùng đến với sân vận động Manchester United. Đây là đoạn đường di chuyển đến sân vận động Manchester United. Sân bóng đá này thì đã rất nổi tiếng trên thế giới, mọi người chắc cũng đã biết rồi, là một trong những sân vận động có truyền thống lâu đời nhất nước Anh và được mệnh danh là nhà hát của những giấc mơ. Bên ngoài sân vận động thì có rất nhiều những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của các cầu thủ trên sân cỏ. Đây, những khu vực này là dành cho người dân ngồi nghỉ chân. Bây giờ thì hướng dẫn viên đang hướng dẫn đoàn chúng tôi vào bên trong để tham quan bên trong sân vận động nó có những cái gì. Thời tiết bên ngoài rất là lạnh ha. Chúng ta đang nhìn thấy những hình ảnh của các phòng truyền thống nằm trên tầng lầu và được bố trí rất là khoa học. Thì ngoài cái việc là phòng truyền thống để cho cầu thủ các thế hệ xem lại thì đây cũng là cái khu vực du khách tham quan đến xem để hiểu thêm về truyền thống của sân vận động. Mình sẽ choáng ngợp trước những vô số cái cúp, những huy chương, những giải thưởng được trưng bày tại đây. Đặc biệt là có nhiều hình ảnh các huyền thoại bóng đá cùng với vô số các câu chuyện bóng đá đặc biệt, từ những câu chuyện ngày đầu khi sân vận động được xây dựng cho đến ngày hôm nay. Những thành tựu đạt được trong gần 150 năm hoạt động và phát triển của đội bóng Manchester United đều được giữ lại một cách trang trọng và cẩn thận. Tất cả được trang trí thành một cái vòng cung, những người đi tham quan thành một cái vòng cung, rồi có những cái phòng tách riêng bên trong để mọi người có thể xem nhiều hơn. Đây là vị trí thay đồ của những cầu thủ của đội bóng và chúng ta sẽ nhìn ngắm những băng ghế da nè, chiếc áo đấu màu đỏ rất đặc trưng nè, và treo ngay ngắn đúng số áo của các thành viên trong đội bóng. Đoạn đường này là cái đường dẫn ra sân bóng đá. Cái đường mà chúng tôi đang đi đây là dành cho đội chủ sân của Manchester nè. Rồi bên kia đó là dành cho đội khách. Và cái đường hầm này nè, để mà khi ra sân bóng thì trên cái đường mà các cầu thủ đi ra cái đường hầm này, âm nhạc nổi lên rất là hoành tráng, rất là hùng hồn, tạo nên một cái khí thế cho các cầu thủ trước khi ra sân bóng. Và chúng ta thấy ra đến ngoài thì Duẩn đã thực sự choáng ngợp trước cái sự rộng lớn của sân bóng. Chúng ta thấy là toàn bộ những hàng ghế bên trên khán đài thì được sơn màu đỏ đặc trưng của đội bóng Quỷ Đỏ thành Manchester. Sân bóng này có sức chứa là hơn 75.000 người. Đây là sân vận động bóng đá lớn thứ hai ở Vương quốc Anh và thứ 9 ở châu Âu. Tại đây thì cho đến năm 1910 thì chính thức nơi này trở thành sân vận động của đội Manchester. Over there is the East Stand. It doesn't have a name, but all the people call it the scoreboard end because we used to have a wooden scoreboard just over there above the Adidas logo. Ở cái sân vận động này á, chúng ta nhìn thấy cái khán đài này gọi là khán đài khu vực khán đài đông á, thì nó dành cho những cái thành viên mà gọi là không có phải là gọi là member chủ chốt á, thì họ sẽ mua vé. Khi họ mua vé là họ sẽ nằm ở khu vực khán đài đông này. Thì khán đài này á, là chỉ che có một nửa thôi, chứ không có che hết full những người này. Trên những cái khán đài chúng ta sẽ thấy là tên của những cái người mà có công đối với đội bóng. Có một khán đài tên là Sir Alex Ferguson. Đó, ông là người có công rất lớn để đưa cái đội bóng nổi tiếng trên thế giới. Và chúng ta sẽ thấy là những cái hàng ghế bên đây nè là có tên của những cái vị khán giả mà trung thành đó. Họ mua vé định kỳ á, thành ra họ có tên của họ in trên cái ghế luôn. Và đây là phòng họp báo. Sau mỗi trận đấu thì đây sẽ là khu vực để mà cầu thủ, huấn luyện viên, phóng viên, nhà báo sẽ tổ chức họp báo nói về trận đấu.
ghế, rồi khu vực chuẩn bị, rồi phía trước, phía sau được chuẩn bị rất là tươm tất. Du khách hay là những người mà đi xem trận đấu xong á, thì cái đường đi ra của họ sẽ đi ngang qua chỗ những khu bắn đồ lưu niệm. Chúng ta sẽ thấy là có quần, có áo, có nón, có ly. Họ sẽ bán những cái mà hình chân dung của các cầu thủ chẳng hạn. Họ bán hàng rất là chuyên nghiệp luôn. Đây là bộ ba huyền thoại của Manchester, gồm George Best nè, Dennis Law nè, Sir Bobby Charlton, những người đã giúp Quỷ Đỏ trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch cúp châu Âu vào năm 1968. Hy vọng là nếu như mọi người có đi du lịch ở bên Anh, chúng ta dành một chút thời gian đến đây để xem, tham quan sân vận động.